lô hay bài của mình làm login đúng không? Login với xóa xóa nhân viên với hiển thị menu. Thì đây cái login trước, đây là cái màn hình giao diện của nó này. Màn hình giao diện của nó login thì nó sẽ nằm ở activity login 2. Đây. Đây cái màn hình giao diện của nó đây, mình thiết kế cũng đơn giản thôi. Đây gồm có edit, hai cái edit text và một cái button, một cái tiêu đề. Đấy. Thì xử lý nó sẽ xử lý sự kiện cái nút login này để mình đăng nhập vào bên trong đó, thì nó sẽ nằm ở đây login. Thấy không? Activity login ở đây khai báo nút đăng nhập mà họ edit text, tài khoản và mật khẩu này. Sau đó chúng ta viết một cái hàm xử lý đồng đồng. Đây viết một cái hàm xử lý cho cái nút nút này. Nút login đây thì đây, nút login đây, ở đây mình đánh xẹ. Cho đây là ánh xẹ nha, ánh xẹ nha cái nút đăng nhập này, sau đó edit tài khoản mật khẩu. Rồi vô đây sự kiện, xử lý sự kiện này. Set on click listener này, lắng nghe sự kiện click chuột này. Thì trong nó sẽ kiểm tra cái ô tài khoản và ô mật khẩu nó mà hay đấy, kiểm tra sau đó ô tài khoản và mật khẩu nhập bằng admin và mật khẩu nhập bằng admin thì nó sẽ đăng nhập vô. Nó sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công và nó chuyển sang cái màn hình main activity, cái màn hình ở bên trong. Còn ngược lại thì nó sẽ đăng nhập thất bại nếu mà tài khoản mật hay mật khẩu sai, hoặc là vui lòng đầy đủ nếu chưa chưa có nhập đầy đủ. Đây ví dụ nha, cái màn hình trống không vậy thì login cái là vui lòng nhập đầy đủ quá, thì chạy dòng dưới đây mình chưa nhập gì hết. Còn nếu mình nhập sai nha, cho đặt pin ở dưới là 123 nha, thì nó sẽ là đăng nhập thất bại. Đấy, đăng nhập thất bại, chừng nào nhập đúng admin và mật khẩu là admin thì nó mới vào được. Admin rồi ok này, nó sẽ chuyển sang màn hình công và nó xuất hiện cái thông báo nãy chỗ đây này, đăng nhập thành công chưa. Rồi tiếp theo sẽ là xóa nhân viên. Đây nãy giờ mình thêm một nhân viên, thêm một nhân viên đại nữa xíu nha. Còn này thêm là tao làm thì cái gì tao nói nha. Còn mày làm xóa nhân viên đây, xóa lúc này nút xóa này, nó sẽ hiện ra cái thông báo là bạn có chắc chắn muốn xóa nhân viên này hay không. Bấm có thì sẽ xóa và nhấn không thì nó sẽ không xóa. Thì cái nút xóa này nó sẽ nằm ngay ở chỗ activity main đây, chờ nó tí nhá. À, không không, nằm ở list view row nhá, list view row đây, nút xóa này. Mình thiết kế cái nút xóa nằm ở chỗ đây. Đấy. Nằm ở trong list view row. Cái rồi. Khi bấm xóa là mình sẽ xử lý cái nút xóa này là nó sẽ xóa nhân viên. Bấm không là không xóa này. Bấm cá thì nó sẽ xóa. Đấy. Thì nút xóa đây thì nó sẽ là cái btn là xóa, cái id là xóa. Nó sẽ nằm trong adapter nhân viên. Đấy. Adapter nhân viên nó sẽ chạy sự kiện xóa, xử lý xóa ở đây, đây nút xóa đây. Đây là nút xóa. Thì đây cũng giống như cái đăng nhập hồi nãy thì nó sẽ lắng nghe sự kiện về cái nút xóa. Lắng nghe sự kiện của nút xóa thì nó sẽ khai báo một số cái như vậy. Này mình thêm một cái icon cho nó, set icon là icon delete delete is delete là cái dấu x này, là thêm cái chỗ này này, nhân xóa này. À là nó có cái icon x chỗ này này, màu đỏ. Rồi xác nhận xóa không, hay bạn muốn xóa hay không thì nó sẽ đây xác nhận xóa và bạn muốn xóa nhân viên thì không là ở hai dòng này, có và không. Rồi nó có thì nó sẽ như thế nào?
Nếu có thì mình sẽ on click sự kiện on click này có này thì mình sẽ cái này này nó sẽ on click này sau đó sẽ chạy dùng cái hàm xóa hàm delete xóa và xóa nhân viên theo ID đó là nó sẽ biết xóa nhân viên nào xóa nhân viên theo ID xóa này nó sẽ xóa nhân viên đó theo ID thì cái hàm xóa nó sẽ đây nó chạy cái hàm đây đây là mình chạy cái hàm xóa và mình truyền ID cho nó để nó xóa theo cái nhân viên đó về xóa nhân viên theo ID như thế nào thì nó sẽ như đây đây hàm xóa nhân viên theo ID thì nó cũng đây là kết nối cơ sở dữ liệu rồi mình thực hiện câu truy vấn xóa với truyền vào cái ID theo ID rồi đấy cái này chính xóa mấy cái câu lệnh này không có gì đây nữa này chung hàm xóa nó sẽ ở đây xóa nhân viên theo ID rồi sau đó truyền ID vô cho nó xóa thôi đến ngay sự kiện rồi còn cái mà đây hiển thị menu thì sẽ bấm ở nút ba chấm đây ba chấm sẽ là setting và liên hệ đây, cái menu setting liên hệ ở đây thì mình sẽ thiết kế ngay chỗ đây ở một menu thì ở chỗ option menu này option menu đấy setting và liên hệ code chỉ cái menu đó thôi hai cái item setting và liên hệ thì ở hàm main mình sẽ khai báo và xử lý đây mình khai báo cái bullet có cái option menu này option menu rồi nó sẽ hiện ra khi mà chạy được cái dòng này nó sẽ hiện ra cái ba chấm này nè ba chấm này nó sẽ hiển thị hai cái đây đấy sau khi đây là xử lý sự kiện bấm một trong hai cái đây nè thì ở đây tôi mới có xử lý cái liên hệ thôi xử lý cái liên hệ thì option selected này chọn lựa chọn cái item mà mình muốn mình chọn này như chọn này setting hoặc liên hệ này chọn chạy cái hàm đây thì ở đây ta mới viết cái menu about us thôi để cái liên hệ thì chưa viết cái setting nó chỉ có một một trường hợp thôi trường hợp liên hệ setting chưa viết nên bấm nó chưa có gì cả còn liên hệ này khi mà bấm vô này thì nó sẽ này cái trường hợp này là một intent nào chuyển qua màn hình about us chuyển qua màn hình about us thì màn hình about us nó sẽ này about us đây layout bấm vô đây màn hình about us thì nó chỉ như thế này thôi đây có một button và có một cái text view button và text view thì hàm xử lý trong cái hàm about us này cái liên hệ thì nó sẽ cũng ánh xạ này rồi lấy ngay sự kiện clip này khi bấm vô nó chạy chạy cái gì đấy nó chạy hiện ra cái dòng chữ dưới là đây nè đó này khi mà bấm nút button này nè thì nó hiện ra cái tick view ở dưới này thiết kế là mình thiết kế hai cái nhưng mà lúc mình nó chạy hiện ra một cái trước à cho này mình nhấn vô à mình click vô thì nó mới hiện đó, nó chạy chạy cái hiện thị cái dòng dưới đấy là hồ le ứng dụng phát triển này thì nó sẽ xử lý đây nút nút xử lý đây cũng lấy ngay sự kiện nút button xử lý rồi sử dụng hàm boolean để kiểm tra rồi đó cái hàm xử lý của nó là như thế này nói chung ba phần đó rồi cái nào không hiểu thì hỏi lại nha.